Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Hôm nay, chiều hôm nay mình sẽ đưa bé Bích theo mình lên chân núi hái lá về cho hai bé dơi ăn nha cả nhà nha. Thì hiện tại bây giờ là mình với bé Bích đã đi tới chân núi rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi tìm lá cắt về cho hai bé dơi ăn nha cả nhà. Nói chung là ngày nào mình cũng phải cắt lá cho hai bé dơi ăn hết cả nhà ơi. Trên tay mình là có một cái giỏ để đựng lá với lại dụng cụ là một cái lưỡi liềm. Thì bây giờ mình đi vòng vòng đây mình tìm lá, mình cắt cho bé dơi ăn nha cả nhà. Bé Bích đang đi sau mình, đệ tử trung thành. Hôm nay cho bé đi trải nghiệm rừng một bữa cả nhà. Này bé ú rồi, cho bé tập thể dục. Đi con, đi con, Bích ơi. Đi theo đừng có chạy lung tung nha. Thì mình có một anh họ đã chia sẻ nhà ảnh nuôi dơi cả nhà. Anh đi chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm về cái thức ăn của mấy chú dơi cả nhà. Cho nên mình biết lá gì lá gì để mình đi hái về cho bé ăn. Giờ mình đi qua hướng này nha cả nhà. Bích ơi, đi vô đây con. Này chắc cũng tầm cỡ 5 giờ mấy rồi cả nhà ơi. Giờ mình đi hướng vòng trong này mình tìm lá. Bên đây, qua bên đây tìm. Bích vẫn theo sau nha cả nhà nha. Bích đi theo con. Đây. Ở đây quê mình có một cái cây gọi là cây điệp. Cây này là bé dê ăn được. Mình sẽ hái cây này xuống nha. Lưỡi liềm đi cả nhà. Mình không có cái, nếu mà có cái rửa quéo thì mình hái nó dễ hơn. Cái cây này nè cả nhà, là bé dê thích ăn lắm. Trên cao không à, nó hơi khó hái. Nếu mà cây có cây rượu béo á cả nhà, nó cây nó dài á thì nó dễ dàng hơn. Ôi, chút bể luôn này. Bích mệt không con? Bé Bích là từ nhỏ tới giờ toàn ở nhà không à. Hôm nay được đi rừng đi núi một bữa. Đi qua đây con, Bích ơi. Nó ra đây nó lạ vậy. Lạ, nó cứ đi theo chân mình không à. Nó không dám đi đâu, đi xa, đi cách xa mình đâu. Cho nên cả nhà mình yên tâm nha. Đây, có một loại cây nữa là cây, mình không biết cây gì nhưng mà mình biết cái lá cây của nó là cây này nè cả nhà. Mấy bé dơi thích ăn lắm. Cây có mủ. Mình sẽ hái luôn. Mà cái dây này nó hơi khó hái cả nhà. Nó bám vô nó mọc nó leo trên mấy cái cây gai không à. Bích ơi, qua đây Bích ơi. Ở đây có một cây mẫn cầu quang nha cả nhà, không có ai trồng hết. Cái cây táo này là dơi nó cũng thích ăn nhưng mà gai nhiều quá, mình không hái cái loại cây này đâu.
Rớt rồi. Tại vì một mình cầm máy quay rồi mình hái cả nhà. Nó hơi quay vòng vòng một chút xíu, không biết cả nhà coi có chóng mặt hay không. Có gì cả nhà thông cảm cho mình nha. Đi qua đây Bích ơi. Bích này cả nhà. Nó cứ theo Bích con, bước đây. Nó cứ theo sâu mình thôi. Thấy lạ. Với lại nó sợ nữa, nó cứ theo mình, nó không dám đi đâu xa. Bích mệt không con? Hả? Hôm nay tập thể dục một bữa nha. Ráng con nha. Đi cũng gần mà, đâu đi trên đi dưới đó, đất bằng chứ đâu có phải đi trên núi đâu. Mình thấy một cái dây leo này cả nhà. Mình sẽ hái cái này luôn cả nhà. Bỏ vào vỏ. Bích ơi qua cái hướng này nè con. Bích ơi, nói nghe không? Chạy đâu rồi ta? Đi. Đi qua đây. Mình la nó cả nhà ơi, nó thấy cái xương dơi, xương bò vậy á, nó chạy tới nó gặm. Mình la nó bò. Nó chạy theo mình rồi cả nhà. Không có được ăn tầm bậy tầm bạ nghe chưa Bích nha. Ngày xưa cả nhà ơi, thì cách đây cũng mười mấy năm về trước á, mình thấy cái rừng núi ở quê mình á, thì rất là nhiều cây cối, nó mọc tùm xum xơ luôn cả nhà. Mà cái thời gian sau này tới hiện tại bây giờ á, nói bây giờ nó không hiểu tại sao người ta khai thác đất, khai quang đất á cả nhà. Bây giờ người ta chặt cây phá rừng này kia rồi á, cái số lượng cây nó cũng bây giờ nó giảm bớt rồi, nhìn nó hoang sơ quá, cây lá bây giờ cũng hiếm nữa. Ngày xưa là mình thấy là cây lá nó mọc quá trời luôn, người ta nuôi dơi nuôi bò cỏ rồi mà ăn không hết luôn, mà bây giờ lại kiếm lại hiếm, tìm là hiếm. Bây giờ mình đi qua hướng này vậy cả nhà. Cả nhà ơi, đó dây leo này nè cả nhà, giờ thích ăn lắm, hái luôn cái dây này. Dây ăn tốt cả nhà, ăn nó không có bệnh tật gì, đủ luôn. Hai bé dê mình đem về á, mình không dám thả ra ngoài rồi cả nhà ơi. Tại vì mấy bé chó trong trại mình đông quá. Mà nghịch một cái á, là cái con dê nó lại kỵ con chó. Con chó nó mà cắn con dê một phát là chết tươi luôn cả nhà. Bởi vậy mình không có dám thả ra ngoài. Nhốt làm chuồng cho hai bé ở trỏng thôi, thì mình hàng ngày mình đi hái lá chu cấp thức ăn cho hai bé ăn thôi à, chứ không dám thả ra ngoài cho bé đi chơi luôn á. Bữa nào thì mình ôm hai bé dơi á, mình ra ngồi rừng rồi nè, mình thả cho hai bé vui chơi cho nó thoải mái nó một bữa nha cả nhà. Rồi mình quay clip cho cả nhà mình xem nha. Bích giỏi, Bích giỏi á. Bích không có lăng xăng như là bé cọt với lại bé cá kèo. Hai bé đó thì hơi đi lăng xăng, cứ chạy lung tung. Bé Bích là bé sợ, bé cứ theo chân mình không rời nửa bước luôn á. Sao bây giờ tìm lá hiếm dữ ta. Mình sẽ đi qua hướng này.
hiếm quá cả nhà ơi. Kiếm ba cái tường, ba cái cây gì không à. Cái lá này dê nó ăn được không? Chứ đâu có hái được. Bây giờ mình sẽ xuống hướng dưới kia lại. Bết, bết, đây con, đây. Chạy lạc là một, tối nay là một mình ở trong rừng luôn á. Bây giờ mình sẽ xuống hướng dưới nha cả nhà. Trời cũng chập tối rồi, không dám đi tiến sâu vô trong núi. Bây giờ mình chuyển hướng, mình đâm thẳng xuống dưới. Có gì về tí nữa về nhà mình băng qua nó gần rồi cả nhà. Tại vì buổi chiều nay mình cũng làm nhiều việc đó, cho nên đi hái lá trễ. Buổi sáng phải hái một đống cho mấy bé ăn, rồi tới chiều hái một đống nữa cho mấy bé ăn buổi chiều, với lại tối mấy bé đói cho mấy bé gặm luôn, rồi sáng hái tiếp, ngày nào cũng vậy. Ví dụ như hôm nay, ví dụ như ngày mai thì mình bận công việc thì mình giao phó cho một thành viên nào đó trong gia đình mình đi hái về, hái lá về cho mấy bé ăn. Còn bữa nào mà ở nhà mình rảnh thì ở nhà thì mình tự tay mình đi hái cho mấy bé ăn. Bây giờ mình sẽ chuyển hướng xuống dưới kia. Trời, muốn mưa rồi cả nhà ơi. Cả nhà nhìn xem à. Bây giờ thời tiết là chiều nào ngày nào cũng mưa hết. Ngày nào cũng mưa nhưng mà thường là giấc chiều tối. Có lúc thì sớm, buổi chiều sớm, có lúc thì tối, nó tối ông trời ông mới mưa. Bít 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 bít, chạy đâu con? Vào đây, vào đây, vào đây. Mình đi ngang qua cái khu đất ở trên núi. Đây. Cây trên đây có một cây trụ điện lớn lắm. Thì mình thấy một cái nhà quan cả nhà ơi. Sao cái nhà đây người ta đang làm dở mà sao người ta không thấy người ta ở cả nhà. Ở đây có cái gì đây mình không biết, đạo mình không biết nữa, cái gì là bùa, cái gì miếng bùa gì cho đây cả nhà. Ở trong căn nhà nhìn nó cũng đẹp lắm, rộng rãi. Ở trên kia nhà đẹp lắm, đang làm dở mà sao không thấy làm nữa, sao bỏ không thấy ai ở. Sao có một cái giếng nước cả nhà ơi. Bên trong cái nhà bếp, nhà tắm, toilet đẹp lắm cả nhà. Cái nhà này chắc phải xây cũng phải nhà kiểu nhà cấp 4 cả nhà. Xây cũng phải hơn trăm triệu á. Không thấy ai ở hết. Sao kỳ lạ, bí ẩn quá. Thế mình không dám vô cả nhà. Dám vô trong nhà. Chúng mình nhát nữa. Dứt thở. Đi, lát xíu nữa con. Có mấy bích đi làm bạn cũng đỡ sợ, đỡ buồn cả nhà. Đi con. Ô, mình thấy chim ở trong này bay ra nè. Đó, mình đi ngang qua mình thấy chim trong này bay ra nè. Chim ở cái cục to lắm, mới bay trong này bay ra cả nhà. Giờ này là chuẩn bị tìm chỗ ngủ cho nó hay sao.
Cả nhà biết cây đây cây gì không? Mấy cái hộp này là cả nhà lúc ngày xưa là lúc cái thời thơ ấu còn nhỏ cả nhà thì hay lấy đất sét nắng con trâu con bò, xong bắt đầu lấy hai cái hộp đây làm hai con mắt nhìn đẹp lắm. Bít ra bít mệt không con hả? Bít nó chỉ đi cách mấy mét thôi là nó quay lại à, cả nhà thấy chưa, nó thấy không thấy mình đi là nó quay lại à, nó không dám đi xa đâu. Đây cả nhà ơi, sau một thời gian mình đi tìm lá hái cho mấy hai bí dơi ăn á, thì mình hái được nhiêu này, được một giỏ rồi cả nhà. Bây giờ hiện tại bây giờ mình về tới nhà rồi. Bít vô đây con, vô đây. Bây giờ mình sẽ vô lấy lá cho hai bí dơi ăn và ôm mấy bít vô cho cả nhà. Rồi quay cả nhà mình xem nha. Cả nhà ơi, mình đã về tới nhà, mình đưa mấy bít về an toàn lại cả nhà. Mấy bít này cả nhà. Đó, mấy bé đang cái kèo đi ra ngoài, có kèo đi ra ngoài. Cái kèo ra ngoài con. Cái kèo đồ đi vô. Đóng cửa lại luôn cả nhà nữa. Rồi đi vô. Đó, mình hai lá về cho hai đứa dơi ăn nè cả nhà. Hai bé đang gặm. Đen nhóc. Nó làm ăn cắm đầu cắm cổ ăn không không nghe kêu tên luôn cả nhà. Mấy bé ăn cơm xong rồi cả nhà ơi. Thôi giờ này cũng chiều rồi cả nhà. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn nha cả nhà nha. Một lần nữa chúc quý cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe nha. Mọi người đừng có quên đăng ký kênh ủng hộ kênh cho anh em mình nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bye bye cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những tập video tiếp theo. Bye bye.